Trương Ngọc Ánh chính thức kết hôn, chồng cũ bất ngờ nói vì lý do ly hôn 10 năm trước. Tại một sự kiện mới đây, Trần Bảo Sơn đã có những chia sẻ về cuộc sống của mình. Theo đó, nam diễn viên cho biết, nhiều người nhìn bề ngoài tưởng anh đào hoa, nhưng thực tế thấy vậy chứ không phải vậy. Tôi vẫn độc thân sau 2 năm chia tay bạn gái cũ. Tôi và mẹ của con gái thứ hai vẫn giữ quan hệ hòa bình, xem nhau như những người bạn, thỉnh thoảng trao đổi các vấn đề liên quan tới con gái, Trần Bảo Sơn bày tỏ. Đồng thời, Trần Bảo Sơn cũng bày tỏ sự vui mừng khi Trương Ngọc Ánh có tình mới. Bố hai con bày tỏ, anh và nữ diễn viên Hương Ga chia tay cũng đã 10 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, nhiều lúc khiến anh ngỡ ngàng. Tôi thấy cuộc đời của con người giống như một chuyến tàu lửa vậy. Tới một lúc nào đó, mình cũng phải bước xuống để chờ lên chuyến tàu khác, nên tôi cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, Trần Bảo Sơn cho biết. Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh từng là cặp đôi đình đám của làng giải trí Việt. Cho nên việc hai người đừng ai nấy đi khiến nhiều người tiếc nuối. Sau khi chia tay, cả hai không đưa ra bất cứ thông tin xấu nào về đối phương và giữ hình ảnh sạch sẽ, văn minh sau khi ly hôn. Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh cho biết sẽ cùng nhau dạy dỗ, chăm sóc con gái Bảo Tiên. Sau 9 năm ly hôn, Trương Ngọc Ánh đã có tình mới. Diễn viên Anh Dũng kém 14 tuổi, còn Trần Bảo Sơn đã có con với một người phụ nữ khác, nhưng đến nay cũng đã đường ai nấy đi. Được biết, sau khi ly hôn, Trần Bảo Sơn vẫn làm công việc kinh doanh và tham gia nghệ thuật. Trần Bảo Sơn từng giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc của Cánh Diều Vàng năm 2009, chỉ với vai diễn trong phim Huyền Thoại Bất Tử. Anh sản xuất phim nhưng không đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Theo một số nguồn tin, người bạn gái cũ của Trần Bảo Sơn là doanh nhân, không hoạt động giải trí, thuộc thế hệ 8X. Cả hai quen nhau qua một bữa tiệc tối của những người bạn chung, thế nhưng cả hai đã chia tay được 2 năm. Về phía Trương Ngọc Ánh, kể từ khi công khai hẹn hò với Anh Dũng, cô luôn cùng bạn trai xuất hiện trong các sự kiện và thoải mái thể hiện tình cảm với nhau. Đề cập đến chuyện kết hôn, người đẹp chia sẻ, tôi chưa có ý định gì cả. Cứ thế mà yêu thôi. Đến khi nào đủ duyên thì cây trái nở hoa. Tôi không dám nói trước được điều gì cả. Hiện tại tôi thấy hạnh phúc bên anh Dũng. Tôi trải qua nhiều sóng gió, nhiều mối tình. Nếu xác định ổn định với ai đó, phải là mối duyên bền vững. Với tôi, người sống bên cạnh rất quan trọng. Tôi mong ước có một người bên cạnh lúc hoạn nạn lẫn thành công, cùng trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống. Trước đó, Trương Ngọc Ánh khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bất ngờ hé lộ 70 tuổi là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn. Lúc đó thì chả ai cần làm việc gì nữa, cho nên rất nhiều thời gian để yêu thương lẫn nhau. He he, vui một tí với các tình yêu, đang chờ xem bóng đá. Ngay lập tức, nhiều người hài hước cho rằng bà mẹ một con nên giữ lời hứa 70 tuổi sẽ kết hôn. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ mong muốn người đẹp sẽ sớm yên bề gia thất sau sóng gió cuộc hôn nhân đầu. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.